Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh youtube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bọn Diệp Phàm quyết định lập tức lên đường đi tới dòng Hoàng Hà Cổ. Từ Hạ Du, một đường thẳng lên Thượng Du, thẩm tra theo hình thế cũ, do so tìm 98 lòng sườn khác. Ngài là nói nó ẩn trong một cổ trận rộng lớn, không ở giới phàm tục, nhưng có thể dựa vào hình thế sông núi hiện tại tìm được sao? Diệp Phạm hỏi. Lão Hạ gật đầu, thần sắc thực trịnh trọng. Lão gần cả trăm năm nay cũng không xuất quan một lần, chỉ vì tu luyện, ngày nay tự mình đi tới bờ sông Hoàng Hà Cổ. Bọn họ muốn tìm ra địa vực chưa biết, tìm được dãy núi thượng cổ bị phong ấn. Dọc theo đường đi, ven đường kiểm tra núi, thăm dò sông sâu, tìm ra rất nhiều di tích cổ. Từ dưới đáy bùn hoàng hà, mọi lên không ít tàn bi, cũng có được thu hoạch. Nhưng mà thủy chung không lớn lắm, hai bên bờ sông Hoàng Hà cũng không có gì, hoàn toàn không có lòng sơn thượng cổ bị phong ấn. Thổ địa, ra đây. Khi đi vào một khu không người, ở một chỗ nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn, Tôn Ngộ Không miệng đọc chú ngữ, kêu gọi ra tới một lão già nhỏ con. Diệp phàm ánh mắt nhìn đăm đăm, bị kinh ngạc đến sửng sốt. Thực sự có một loại ảo giác, hay là mình đã đi tới thời đại thần thoại rồi sao? Lão Hạc giải thích, dòng hoàng hà cổ vốn là một lòng sơn thượng cổ, có vô tận lòng khí còn sót lại. Có một ít người và yêu có đạo hành sẽ phụ thuộc vào nơi đây. tam cốc chủ kêu gọi thổ địa, kỳ thần chính là một con xuyên sơn giáp, có một chút đạo hạnh mà thôi hóa thần già hình thổ địa ở chỗ này tù luyện. Có khi cẩn thận thẩm vấn, vì thổ địa ra này thể nhược rùn rẩy đầu đuôi góc nhọn, nói rất cẩn thận, và từ tổ tông ở đây, quả thần có nghe qua về 919 Long Sơn, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Sau đó, bọn họ một đường đi tới phía trước, theo đường nhỏ cảm Túc, men theo bờ sông Hoàng Hà Cổ mà Vào, qua rất nhiều địa phương đều đã mấy ngàn năm, dòng Hoàng Hà sớm đã thay đổi, tuyến đường không có chảy qua. Ở trên đường, bọn họ vài lần ở vùng đất không người kêu gọi sơn thần thổ địa đến thẩm tra về Long Sơn Thượng Cổ, bảo là hùng vĩ. Nhưng trước sau không có thu hoạch gì lớn. Diệp Phạm không thể không lắc đầu. Loại địa thế này thật sự không chắc có thể tồn tại, bằng không thật sự quá nghịch thiên. Hắn đều có chút không thể tưởng tượng, không thể biết được có thể phát sinh ra chuyện gì. Nhưng mà ngay lúc hắn vô cùng dao động, Lão Hạc lại có phát hiện. Một đoạn thủy vực hoàng hà trùng hợp với cổ đạo. Lão nói, bên trong có đại yêu, nó không chừng có thể có thu hoạch đó. Tạm cốc chủ lao xuống nước, kết quả cùng người ta đánh đi lên trên, yêu khí cuồn cuộn lại khiến cho hắn thiếu chút nữa bị thiệt hỏi to. Lão Hạc ra tay, ngày nay lão đã là tù sĩ hóa lòng đại viên mãn, đạo hạnh cao thâm, trong số giáo chủ đường thời cũng là số một số hai, ở đại thần thông giả lánh đời không ra, không người nào có thể tranh phòng cùng lão. ầm một tiếng, sóng biển dâng lên tận trời, một con cổ dao vọt lên, nhưng lại thực lực tương xứng cùng lão tức giận quát lớn chất vấn vì sao kinh động tới thủy phủ quấy nhiễu việc tu luyện của hắn đây là một lão giao ở hoàng hà sao tu đạo đã hơn 700 năm từ thời đại thượng cổ tổ tông của hắn vẫn luôn cư trú ở nơi này ẩn ở dưới thủy phủ tu luyện đại cốc chủ một phen giải thích rốt cuộc thì lão giao này bình ổn thu hồi lửa giận cơn sóng hoàng hà bình tĩnh trở lại hắn mời mấy người xuống thủy phủ đảm đạo theo một đầm nước đi vào đây là một vùng thủy cung hết thảy đều làm bằng đá xây ở trên bột vũng nước buồn không có trang trí hoa lệ trông rất đơn giản giản dị trong lòng đất có từng tia từng đợt lòng khí tụ đến lão giáo nhất mạch đúng là dựa vào thứ này tu luyện rất ít xuất hiện trên đời đều không phải giống như tưởng tượng của thế nhân là yêu tất phải gây sóng gió như vậy hắn mời ba người ngồi xuống nói một ít chuyện cũ về thượng cổ tuy rằng biết không nhiều lắm nhưng đều là tổ tông truyền xuống Rốt cuồng cho ba người biết một cái mảnh bối trọng yếu Lão giàu lòng nói Từ trước thời thượng cổ Địch sang còn nói đến 919 lòng sơn Và lại ở trong này Đã từng có một cái lòng mạch uốn quanh Cùng dòng hoàng hà cổ bảo đà hùng vĩ khôn cùng Sau lại bị người với đại pháp lực cái thế rời đi Mấy người nghe mặt trợn mắt Há hốc mồm Thật là có thuyết pháp này Lão giàu chứng thật Có một tòa ngày nay còn tồn tại lại Lại nói ra tên là dãy núi Thái Hành Điều này có phải có điểm thái quá hay không? Ngay cả con khỉ đều có chút phát ngốc. Lão Hạc nghe vậy lộ ra vẻ suy tư, rồi sau đó lên tiếng. Thái hành đích thật là một long sơn, dưới lòng khí phun ra nuốt vào, dựng sinh ra cố đô sáu triều đỉnh phương Bắc kia. Ta từng nghe nói, lòng mạch trên thái hành ở thời thượng cổ, so với hiện nay, lớn hơn cả vạn lần. Các người có thể tưởng tượng đây là một lòng sơn dài đến cỡ nào? Con khỉ cất tiếng nói ngay cả dòng Hoàng Hà Cổ đều bị rút đi một lòng sơn mà hình thành, dãy núi Thái Hành đều bị rời đi, điều này thật kinh người. Lão Hạc thực bình tĩnh mà nói. Diệp Phàm sơ sơ căm, cái này thật đúng là rất kinh nhân, ngay cả lòng mạch Thái Hành đều là một trong 99 lòng sơn thượng cổ, nếu là toàn cảnh quần lòng trần chính bày lượn sẽ có bảo là hùng vị đến cỡ nào. Lão Giào chỉ biết một tòa lòng sơn thượng cổ trong đó, không biết những chỗ khác, dựa theo như lời hắn nói có liên quan đến vấn đề cấm kỵ thượng cổ không được dò tra bằng không sẽ có đại họa. Đây là một trong những điều tổ tông hắn truyền xuống. Trước khi đi, hắn làm lại cảnh báo cho ba người. Nên có chừng có mực, ngàn vạn lần đừng truy ra, ngay cả thánh hiền cổ cũng không dám đụng vào, nếu không tất có tai họa bất ngờ. Chuyện này thật đúng là khiến cho người ta khiếp sợ, lại có bí tần thượng cổ có liên quan đến cấm kỵ như vậy. Có phải là nguyên nhân xích tùng tử đã truy tìm mà chết hay không? Diệp Phàm bọn họ dọc theo cổ đạo mà đi, từ Cam Túc tiến vào cảnh đội xuyên thục, sắp vào thành hải, tới điểm cuối là ngọn nguồn của sông Hoàng Hà. Nhưng mà ngay tại cảnh đội xuyên thục, bọn họ lại có mảnh mối mảng tính chất đột phá. Ở trong Hoàng Hà cổ gặp được một lão quy, tuy rằng đạo hành không phải dọa người lắm, mới vừa tiến vào hóa lòng bí cảnh không lâu, nhưng thọ nguyên rất cao, sống đã hơn 900 năm. Rõ ràng là ưu thế của chủng tộc. Bọn họ nói chuyện với nhau một hồi, từ trong miệng lão quy biết được một chuyện kinh người khác bộ tộc của lão cũng dựa vào long ký của hoàng hà cổ mà tu luyện cũng biết một ít giải thoại thượng cổ lần này nhưng lại liên quan đến dãy núi kỳ liên là từ địa phương này rời đi đó là một con đại lòng thượng cổ diệp phàm bọn họ còn thật sự cẩn thận đối chiếu không khỏi thẩm công nhận thật sự rất giống một cái trong 99 lòng sơn thượng cổ điều này có chút dọa người ở thời thượng cổ long mạch kỳ liên sơn dài tới mấy trăm vạn dặm. Điều này thật đúng là nghe mà trợn cả người. Lão Quỳ nói ra một bí tân, làm cho bọn họ không thể không động dung. Nói 99 Long Sơn trước thời Thái Cổ đã là đề tài cấm kỵ, không thể nhắc tới, không thể bàn luận, càng không có người nào dám truy ra. Diệp Phạm, bọn họ từ biệt Lão Quy, một đường tiến vào tỉnh Thành Hải, cuối cùng lại đi tới ngọn nguồn Hoàng Hà, đứng dưới chân một ngọn núi tuyết, suy nghĩ đến xuất thần, cũng không cảm ứng được chút gì ta có một cảm giác, chúng ta không nên chạm vào, không nên truy tra. Lão Hạc lẩm bẩm. Diệp Phàm sớm đã có dự cảm, dường như thật sự phải chạm tới thiên bí cấm kỵ. Nếu là lòng mạch Thái Hành Sơn, lòng mạch Kỳ Liên Sơn đều dài hơn mấy trăm vạn dặm. Như vậy, 99 lòng sơn uốn quanh giao nhau cùng một chỗ, chuyện đó quả thực là nghịch thiên. Đàn sinh trong một vị đại tiên và đều là có chút nói rẻ chừng ít đi. Chúng ta cẩn thận đối chiếu lại một phen, nhìn kỹ lần nữa xem sao bọn họ lấy ra chín miếng ngọc thượng cổ sắp vào cùng một chỗ, rồi sau đó lại vẽ ra tất cả Long Sơn nổi tiếng trên thiên hạ, từng cái từng cái đối chiếu, kết quả càng xem càng kinh hãi. Đây là Long mạch Hoàng Đoạn Sơn, đây là Long mạch Thiên Sơn. Mấy người đều cảm thấy đừng phát lạnh, điện thế của các Long mạch nổi danh thiên hạ này đúng là ở trong phạm vi tìm kiếm 99 Long mạch thượng cổ, có thể đối chiếu ra từng cái một rõ ràng. Trên tấm cổ ngọc, trong 99 Long Sơn có một cái lớn nhất, mềm mỏng nhất, ở ngay trung tâm, chiếm gần một phần tư của khu vực. Diệp Phạm bọn họ còn thật sự cẩn thận đối chiếu. Một đoạn cuối của nó có xu thế giống như dãy núi Côn Đôn hiện nay, gần như có thể nói là trùng khớp. Côn Đôn có một phần lớn địa vực ẩn ở trong pháp trận tượng cổ, và lại ngày nay, thế gian hiển hóa trừ sơn cùng thần nhạc đều rút nhỏ lại rất nhiều rồi. Lão Hạc cất tiếng nói. Mấy người đều rung động không sao hiểu nổi. Ở thời thượng cổ, Suốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? 99 lòng sơn vốn cùng ở cùng một chỗ, quấn quanh rằng co lẫn nhau, địa thế phức tạp, ai tách ra chúng cơ chứ? Đây là hành động lớn lao biết bao nhiêu. Có thể nói chấn nhiếp cổ kim, tương lai, đây quả là thủ đoạn nghịch thiên. Bọn họ càng nghĩ, càng cảm thấy đáng sợ. Núi trưởng đất đài thiên hạ này gần như bị cho rằng được bày biện ra, vốn từ đầu các long mạch không phải theo chiều hướng như thế. Thật khủng bố, đây là hành vi nghịch thiên chấn động cổ kim tương lai, chúng ta thật sự không nên động tới cấm kỵ. Bản thân của mọi người có chút kiêng rẻ. đôi đớn dòng dài tại trung thổ nhiều vô số kể, hoàng hà chín khúc, côn tồn lộng lộng, thay hành sơn hùng vĩ, khí thế mềm mông, bao la khôn cùng, khiến người ta ngạc nhiên, thán phục, sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng đám người diệp phạm phát rét, tất cả những thứ này đều là sự bố trí của người thượng cổ, sự bố trí này to lớn tới mức nào chứ, mình bồng tới khó lượng. Bọn họ tìm tới bí mật cấm kỵ này, chẳng ai không tham dự, kinh sợ muôn đời. Muốn một Long sơn thượng cổ đều là một con cờ trên một bàn cờ. Diệp Phàm rung động, ở bắc đầu cổ tinh vực cũng có thể tìm được long sơn như vậy, nhưng không hiểu, càng không thể thấy được mười mấy ngọn núi ở cùng một chỗ thế này, càng không nói tới 99 ngọn núi cuốn quanh thế này, đây đã là cực hạn rồi. Qua đi rất nhiều cổ tinh, cũng rất khó nhìn thấy cảnh tượng này. chín lòng sơn quấn quanh, hoang đường như trong thần thoại. Đây đúng là một thần thoại, một đại thần thoại đã tan biến, bị người ta che giấu đi, không cho người khác truy tìm nữa, không biết là tại sao. Lão Hạc, Tàm Công đều là cẩn thận suy nghĩ từ lời nói của Hoàng Hà Sao và Huyền Quy, cảm thấy khí lạnh lan tới tận xương. Những chuyện liên quan trong đó, bọn họ thực không thể thăm dò nổi. Nếu là thật, thì phòng trưng chính thủy tổ của bọn họ đã tới đây. Có lẽ đều đã bị bọn họ cùng một ngón tay điểm chết. Chuyện này thật quá mức dọa người. Không thể đàm luận, không thể truy tìm, nếu không có tai họa bất ngờ. Ngay cả thánh hiền cổ cũng không dám đụng tới. Những người này do Hoàng Hà Giao vào Huyền Quy đều là truyền xuống, ẩn chứa và sự cảnh báo lớn lao khiến cho người ta đều sợ hãi. Từ thượng cổ tới bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn là cấm kỵ như cũ. Tinh khí tiền địa đã khô cạn, năm tháng lại dài lâu như vậy. Nhưng tồn tại liên quan có lẽ đã chết rồi, có lẽ cũng rời đi mất rồi. Tạm cốc chủ tự an ủi vậy. Diệp Phạm lấy cúc xương trong huyệt hỏa táng của xích tùng tử ra, lại lùi ra cả thạch đồ trong sơn địa cùng và nguyên thủy long động ra quan sát. Không đúng, trên tấm bản đồ, cơ hội thành tiên cũng không có 99 ngọn cổ lòng sơn không có liên hệ nào cả. Hắn sợ run lên, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ mọi người xâm nhập nhầm vào lĩnh vực cấm kỵ sao? Hắn lại đưa chín viên cổ ngọc ra quan sát, lại một lần nữa, thấy không hề sai lầm, hình như là có liên hệ quá lớn với cơ hội thành tiền độ. Chuyện gì thế này? Diệp Phạm cảm thấy hơi mề hoặc, xích tùng tử vào thục địa điều tra lại không có quan hệ với nơi này sao? Chẳng lẽ còn có bí mật khác nữa? Các người chú ý tới lời nói của lão giao và huyền quy không? từ trước thời thượng cổ rất lâu thì 99 Long sơn đã xuất hiện. Người đời sau căn bản không thể khảo chứng. Lão Hạc cất tiếng nói. Mà chín khối cổ ngọc đã ra đời từ thời thượng cổ. Sau khi Long Sơn bị phần chia mới được khắc thành thiên thư. Tuyệt mình tất cả đều đã xảy ra, không thể sửa đổi. Vậy thì khắc mấy khối ngọc này có ý nghĩa gì đây? Có lẽ chúng ta đều nhầm lẫn đi vào lĩnh vực cấm kỵ rồi. Chín khối ngọc này có chỉ tới nơi nào khác nữa không? Tạm cốc chủ cất tiếng nói giáo phái nào cổ xưa nhất hiện nay có thể từ đó biết được bí mật cấm kỵ của 99 lòng Sơn không? Diệp Phạm lại nói, nếu đã tìm được một ít mảnh mối thì hắn không có khả năng buông tay. Hiện giờ đã là thời kỳ mạt pháp, tất cả người có thần thông đều đã rời khỏi địa cầu. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất, hiện nay không ai có thể ngăn cản hắn. Cổ giáo lâu đời nhất, hơn phân nửa là trăm vạn năm trước. Đại cốc chủ cất tiếng nói. Diệp Phạm ngẩn ra, thời điểm đó chắc vẫn là thời người vượn rồi. Vậy mà đã có người khai sáng giáo phái sao? Vậy không phải đã quá hoang đường sao? Thật sự là đã từng thấy di chỉ của cổ giáo nguyên thủy. Thời đại ăn lồng ở lỗ không giống hiện giờ, cũng có cái thừa quỷ bí nhưng đã sớm biến mất từ lâu. Lão Hạc cất tiếng nói. Thật ra, nếu muốn điều tra thì có thể tới tìm Thục Sơn kiếm tu. Dù sao thì đó cũng là đạo thống do xích tùng tử đều lại. Nó không chừng có thể có đại bí mật không muốn cho thế nhân biết. Tạm công chủ cần tiếng nói. Đúng, nên đi tới tiền kiếm bồn một chuyến, phải làm cho rõ ràng mới được. Diệp Phong gật đầu. Cái gọi là Thục Sơn chính là tên chung của tất cả vùng núi Nga Mi. Bọn họ trở đại xuyên thục, đi vòng qua pháp trận, tiến vào trong khu vực Nguyền thủy mà giới phàm tục vĩnh viễn không thể biết tới. Thục Sơn, tiền kiếm nhất môn, có thực lực mạnh mẽ nhất, đứng trên rất nhiều cổ giáo, có thể sánh với vạn yêu cốc, thánh địa của yêu tộc đạo thống chấn thế không ai dám triệu trọng. Lão Hạc nằm đó tiến nhầm vào tục sơn, ở trong một ngọn núi chiếm được đại cơ duyên, Kết thừa một bộ phận đạo thống kiếm tu, bởi vậy mà thực lực mới tăng vọt. Đạo thống của sách tùng tử hiện giờ đã không còn trọn vẹn nữa, tiền kiếm nhất môn không thể mạnh mẽ như thời thượng cổ nữa rồi. Đại cốc chủ giải thích, trên thực tế các giáo phái đều như vậy, thật lạc rất nhiều điển tịch rồi. Lần này lão Hạc đã hiểu Diệp phàm rốt cuộc khủng bố tới mức nào hắn để hai người chờ ở nơi này, một mình hóa thành một làn khói nhẹ, chìm sâu vào trong vài ngọn kiếm phong. Mạnh mẽ tiến vào tụng sơn kiếm môn, đạo hạnh cao thâm tên mức nào cơ chứ, tối thiểu phải là một vị đại thần thông cảnh giới tiên thai, đã bày kiếm trận nơi này rồi. Đại cốc chủ ngạc nhiên thán phục một câu. Tạm cốc chủ còn may, bởi đã tận mắt thấy cảnh tượng Diệp Phàm tiến vào tiền kiếm tiên trị, một mình đối mặt với ngàn vạn kiếm quang khủng bố, thế nên đã có chút lực miễn dịch rồi. Diệp Phàm vào tổ sư đường, gặp một tượng đá tiên phong đạo cốt, còn cúi đầu bái kiến, hắn đã thấy đạo của Xích Tùng Tử, ngộ được một loại căn nguyên tu hoạch rất lớn, nên trong lòng cũng có kính trọng. Hắn tìm kiếm bí điển, điều tra đạo thư thượng cổ, hơn nữa chú ý các bản chép tay, cẩn thận nghiên cứu, muốn truy tìm dấu vết để lại. Không thể không nói, tiền kiếm nhất môn rất cường đại, pháp môn đích xác là đạo thống chân truyền của Xích Tùng Tử, tuy rằng thiếu một bộ phận nhưng cũng đã đủ để bao trùm cả phàm trần rồi. Diệp phàm dùng thân thức cường đại tìm tòi hơn nửa ngày, khống chế cả một vị thái thượng hộ pháp, tìm trong thức hải mới lần được một chút manh mối. Hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ hủy diệt dấu vết lưu lại, sau đó mặt không đổi sắc, mở ra một đạo bí môn, tiến vào trong một nhà đá đầy bụi, không có cổ pháp chính thống, không có linh đàn tiền dược, mà chỉ có một đống hỗn độn. Đây là mật thất bế quan năm đó của Sích Tùng Tử, bị bọn họ coi như cấm địa, rất nhiều thế hệ đều thủ hộ nơi đây, chỉ có đại trưởng giáo mới được đi vào thôi. Địa phương này nghiễm nhiên trở thành mật địa cao nhất của tiền kiếm nhất môn, có rất nhiều bản chép tay, rất nhiều đều là của các người có đại thần thông mỗi đời, có đầy bí ẩn. Bản chép tay rất dài, từ thời thượng cổ tới nay đều là do các đời trưởng giáo lưu lại. Hắn đọc rất kỹ càng, rốt cuộc tìm ra được một số điều. Sách Tùng Tử truy tìm cơ hội thành tiên đồ, cũng đã thấy có liên quan tới 99 lòng sơn Thượng cổ. Hắn tới thuộc địa cũng không phải để truy tìm hy vọng thành tiên từ 99 lòng sơn, bởi vì vào thời kỳ của hắn đã có người tìm ra rồi. Hắn chính là muốn đi tìm một vị địa tiên đã hiểu rõ bí mật của lòng sơn, muốn tìm cửa đột phá trên người này. Diệp Phạm càng tìm hiểu kỹ, lại càng kinh hãi, rốt cuộc biết được một số sự thật. 99 lòng sơn thượng cổ có hy vọng thành tiên, sinh tùng từ truy tìm Thánh Hoàng Tượng Cổ cũng tìm, yêu thần Thủy Tổ Phạt Yêu Cốc cũng tìm kiếm, mà Thánh Hiền Cổ lại đều kính sợ, tránh như tránh rắn rết. Trong đó có một vị địa tiên hư hư thực thực, có được thu hoạch phi phạm, nghe đồn ẩn ở trong thục địa. Bởi vậy, sinh tùng tử mới tới đây, muốn tìm được bí mật thành tiên. Hy vọng thành tiên của 99 lòng sơn thượng cổ đã bị người khác quấy rối, còn vị địa tiên kia lại ẩn bên trong thục địa, không biết kết cục ra sao. Diệp Phạm nhìn một lần các bản chép tay. Rất nhiều thứ đều là lời đồn đại rồi sửa sang lại. Thông qua chút tin tức này mà có thể tìm ra một số tin tức kinh nhân. Điện tiên tạo thành 99 con tiểu long, bắt chừng 99 con đại long trong lòng sơn kia. Hắn đem trồn hết tất cả bí mật ẩn trong đó. Thì ra là thế, lòng sơn mà chín khối cổ ngọc khắc lại không phải là 99 con trần long kia, mà là nơi trồn hắn. Diệp Pham rời khỏi tiền kiếm môn, kể lại mọi chuyện cho tam cốc chủ. Dù sao thì vạn yêu cốc điều tra chuyện này nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có chút trực giác. Nhất định phải điều tra cho ra. Đại cốc chủ cân tiếng nói, các đời tổ tiên vạn yêu cốc đã dốc hết tầm huyết, hào phí tình lực mới có kết quả như vậy, làm sao có thể ngừng lại cơ chứ? Tuy rằng cuối cùng cũng có thể xâm nhập vào lĩnh vực cấm kỵ có liên quan, nhưng bọn họ cảm thấy trước đó phải tìm được địa tiên thì mới có thể đi tới bước cuối cùng. Địa tiền đã chết, Hắn không thể đạt được hy vọng thành tiên, bằng không cũng không qua đời. Nói là địa tiên, chẳng qua chỉ là phóng đại mà thôi. Diệp Phàm tự nhủ, sinh không chạm đất, chết không nhập thổ, cả đời là một thiên thai. Đây là những lời miêu tả của chín khối ngọc tượng cổ về địa tiên. Nếu suy nghĩ một chút, có thể hiểu được nơi chồn địa tiên nhất định có huyền quan, không cần nhập thổ. Khó tranh xích tùng tử lại mở huyền quan tìm cổ táng. Hắn biết địa tiên kia quy ẩn ở xuyên thục, lại biết phương thức hạ táng, Lão Hạc cất tiếng nói. Bọn họ đi một vòng, cảm thấy chính thượng cổ Long Sơn không thể chuyển động. Sớm đã bị người ta tách ra. Việc có khả năng nhất là tìm được một quan tài của địa tiên. Ngày này lưu thế duy nhất đó là địa cầu đã sớm không còn thánh nhân nữa. Bọn họ đã có thể coi là người mạnh nhất, không cần sợ ai cản trở. Thời gian sau đó, bọn họ bỏ ra đi khắp các dãy núi của thuộc địa, còn thực sự tìm hiểu những nơi có thể có tiểu Long Sơn. Muốn tìm ra táng tiên địa nhưng không có thu hoạch gì. Có thể đã không ở bên trong xuyên thục không? Bằng không với thủ đoạn thông thiền triệt địa của xích tùng tử, vì sao lại không tìm được cơ chứ? Diệp Phạm tỏ ra nghi ngờ. Phạm là một khi núi có đại khí thế, đã thành hình thì đều sinh ra thần tính, trải qua ngàn vạn năm sau liên ảnh hưởng tới sơn thể phụ cận. Đúng chúng ta có thể dựa vào điểm này mà tìm kiếm. Nếu như địa tiền nói theo 99 tượng cổ Long Sơn để tạo thành tiểu Long, thì dù có ẩn nấp trong cổ trận, thì từ thời tượng cổ tới nay, nhiều năm như vậy, nhất định là sẽ ảnh hưởng tới núi non bên cạnh. Vạn điều cốc vận dụng tất cả thủ đoạn, phái ra rất nhiều nhân lực, dùng toàn bộ lực lượng để điều tra, cuối cùng cũng có phát hiện màng tính đột phá. Và một ngày nọ, bọn họ lên đường không hề dừng chân, tới đích liền đi từ xa xa nhìn lại. Dãy núi hình rồng vọt lên trời xanh, lại giống như hùng cứ, khí thế hùng vĩ, lòng hộ tranh hùng, không hề phân nhường, có nước chảy quanh co, tổng cộng có 99 ngọn núi, 24 thùng lũng, nhưng loại khí thế này lại vô cùng bất ngờ. Có thượng cổ đại trận khóa lại mật địa là nó ảnh hưởng đến ngoại giới sơn thủy cách cục, địa tiền táng địa phải nằm ở chỗ này. Đây chính là đạo giáo tổ, không thể lộn xộn, vạn nhất bị bọn họ phát giác, khắp thiền hạ đạo sĩ tối thiểu có nửa số có cùng chúng ta sinh tử cùng hướng. Nhất định là vậy, Diệp Pham vẫn là bằng võ nguyên thiên diệu thuật cảm giác đến rồi vừa có cùng khí cơ thượng cổ pháp trận sở phòng không có người nào phân biệt tất là bọn hắn muốn tầm đích địa phương có thể nói đó là những chữ rất khó hiểu lòng hồ sơn có núi vây quanh như rồng hung kỳ hiểm trở núi non trùng điệp có thể rồng bay hồ vồ chấn động không gian khí lạnh bốc lên tịch lũy mấy ngàn năm nhiều lần hưng suy long hồ sơn được công nhận là đạo giáo đệ nhất sơn có địa vị vô cùng hiền hách. Giờ phút này, Diệp Phàm đang đứng ở đây cùng lão Hạc, tam cốc chủ nhìn nhau, Long Hồ Sơn rất thần bí, là tổ địa của đạo giáo, rất khó trều trọc đến. Khó tranh đạo giáo lại lựa chọn địa phương này, thanh nhân yêu tộc ta mãi vẫn không hiểu nổi, giờ mới minh bạch, hóa ra nơi này lại có một vị địa tiên. Lão Hạc thở dài rồi cất tiếng nói, trong những năm tháng thời thượng cổ, nơi này có đại trận bảo vệ, táng tiên địa sơ thành còn chưa ảnh hưởng tới kết cục địa thể phụ cận. Ngày nay, thần tú đã thành, cuối cùng không thể che giấu nổi nữa, đã để lộ trong một góc. Đạo giáo quả nhiên có cao nhân, đã sớm lựa chọn nơi này rồi. Nói tới một mạch này, thì tất phải nhắc tới tiên tần lão trang, khởi nguyên từ rất lâu rồi, phải ngược dòng về thời thượng cổ. Đạo từ xưa đã có, trong các văn tự cổ đều trình bày, điền tịch đều ghi lại, bác đại tình thầm được sáng lập bởi người mà đời sau được tôn là hoàng đế và lão tử. Đạo gia có từ rất sớm nhưng trở thành một tổ chức chân chính thì lại rất muộn. Thiên sư đạo nổi lên, lòng hộ sơn trở thành tổ đình. Đây là một sự kiện mang tính báo hiệu. Sau đó, với ngàn năm hưng suy thay đổi, đạo giáo hóa sinh ra hơn trăm một phái, kiềm chế, thậm chí đối lập nhau, chưa bao giờ thống nhất. Từ sơ tới giờ, rất nhiều lần chìm nổi. Đạo giáo tuy nhiều nhánh nhưng có thể chia ra làm hai đại phái. Một là tu nội đan, chính là toàn trần giáo quật khởi ở phương Bắc. Mà một phái còn lại chính là nhất giáo, và chính nhất giáo theo đường phủ triện, tổ đình là Long Hồ Sơn, chiếm nửa giang sơn đạo môn thiên hạ, đồng thời cũng là ngọn nguồn của đạo giáo. Năm người Diệp phàm đi vào nơi này, tất nhiên phải cẩn thận. Đây là tổ đình của bọn đạo giáo, hơi vô lý một chút sẽ trở thành là một công địch của toàn bộ đạo giáo bởi vì chính nhất giáo có ảnh hưởng rất lớn trong đạo môn là kết quả trình hợp của thiên sư đạo, linh bảo phái, thượng thành phái. Trong thời cổ, thiên sư đạo tôn, lão tử, linh bảo phái tôn, linh bảo thiên tôn, thượng thanh phái tôn, quyền thủy thiên tôn, đạo giáo có tam thanh cũng từ đó mà ra. Đám người Diệp Phàm vào núi, vừa đi vừa quan sát, nơi tổ địa của đạo giáo này có 99 ngọn núi, 24 thùng lũng, mặc dù không nhìn rõ long hình, nhưng lại có thế lòng hộ tình khí tiền địa khô cạn mà nơi này lại có khí lành ẩn hiện không hồ là nơi bắt nguồn của đạo giáo đại cốc chủ thở dài rồi nói nhưng thắng cảnh năm đó giờ cũng không còn có thể nhận ra thời kỳ huy hoàng nhất lòng hồ sơn từng có một đại đạo cung 81 mươi đạo quan và 36 đạo quán thời thành thống trị phật giáo lén rút truyền vào áp chế tín ngưỡng chủ yếu của dân tộc hán khiến đạo giáo khắp đời xuống dốc rồi sau đó trung thổ gặp đại kiếp nạn gió lửa trăm năm tới kỳ hòa bình lập lại thì bên ngoài long hồ sơn đã không còn đạo sĩ nữa đạo quan bị hủy diệt chỉ còn lại một tòa thiên sư phủ mà thôi nhưng đám người diệp phàm cũng không dám khinh thường ngoại sơn của chính nhất giáo bị hủy nhưng người tu đạo vẫn còn tiến vào bên trong nội sơn tuyệt đối không phải là kẻ bình thường cửu lòng kéo quan tài rời đi tổ đàn thái sơn tái hiện nằm đó người có đại thần thông kịch chiến nếu không mời lão đạo sĩ trong long hồ sơn tới thì hậu quả thực sự không thể đoán trước được. Từ trên trận chiến nằm đó cho đến thời giờ, có thể thấy được oai nghiệm tổ đình của chính nhất đạo vẫn có cao nhân tọa trấn như trước hơn hẳn các giáo môn khác. Hắn chính là địa phương này. Các người xem, dọc đá bên ngoài núi đều có huyền quan. Thời gian cũng phải hơn 2.000 năm trước. Đừng nói tới nội sơn. Tạm cốc chủ cất tiếng nói. Mộ trên sườn núi lòng Hồ là đa số từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc được coi là nhất tuyệt của Trung Quốc. Năm đó đạo giáo coi đây là nguyên căn, là điểm lành chân chính. Lão Hạc nói tiếp, hiện giờ nghĩ lại, đạo giáo thật sự đảm bầu túc trí, đã sớm biết được quyền quan của địa tiên, tới trước mọi người một bước, chiếm cứ nơi này. Ngày nay, chúng ta đi vào cũng chưa chắc đã tìm được địa tiền nữa. Là tổ địa của đạo giáo cả ngàn năm qua, giới phàm tùng không thể biết được nội sơn, mà yêu tộc, đạo thống phương Tây lại càng chưa từng đánh được vào nơi đây. Mặc dù nơi này có bí mật kinh thế, nhưng người ngoài cũng không có khả năng biết được. Nơi này, người có đại thần thông trấn áp, tự mình bảo vệ, thần bí vô cùng. Diệp Phạm từ bên ngoài tinh vực trở về, có thể nói là gặp được cơ hội khó có được. Tới thời kỳ mạt Pháp rồi, mới đạo hạnh bây giờ của hắn, có thể nói là đi đâu cũng được, chính nhất giáo khó mà chặn nổi. Ba người quẹo trái quẹo phải vột hồi, vài lần suýt đụng cấm trận, suốt cuộc cũng đi được tới thần thổ của đạo giáo, gặp Long hổ Sơn thực. Còn có Long Hình hơn so với 99 ngọn núi bên ngoài. Địa phương này rất khó lường đó. Đại công chủ ngạc nhiên thán phục một câu. Sơn thể hùng vĩ giống như sắp sửa bay lên, nhảy vào trời cao, Long hổ chiếm cứ, giao hòa với nhau, tạo thành thời đại mạt Pháp. Mà nơi này lại có khí tức tường hòa như thế, thì quả là thế gian hiếm thấy. Địa phương này thời kỳ thượng cổ tuyệt đối là thần địa nhất đẳng, khó tranh trở thành thủy tổ của đạo giáo, bảo đà hùng vĩ mà không mất đi vẻ tú lệ từng ngọn núi hùng vĩ từng khí thức an lành tỏa ra có thác cao suối chảy tiền hạc bày múa đạo đồng hái thuốc lão đạo sĩ ngồi trên vách đá thổ nạp rất có ý cảnh núi non tươi đẹp thác nước chảy từ trên cao xuống đài cao lầu đẹp thắng cảnh thời cổ rốt cục được tái hiện nơi này có khí thế to lớn như lòng hổ muốn vọt lên trời bay đi nhưng vẫn chưa thấy 99 tiểu long ở đâu đám người diệp phàm rất cẩn thận đi tới Diệp Phạm dẫn đường né tránh qua các đạo quan có ký tức tường hỏa, đi vào phía rừng núi xa xa, không tới gần trọng địa của chính nhất giáo. Thật là không đơn giản, địa phương này không ngờ có nhân vật cấp giáo chủ, hơn phần nửa là một nhân vật rất cổ xưa. Diệp Phạm còn muốn tiến vào bái phỏng, nhưng lão hạc và tam cốc chủ vội vàng kéo hắn lại, nói cho hắn ngàn vạn lần không nên xuất hiện, địa phương này không nên sông loạn, một khi tiến vào thì có thể bị gián tội rất lớn. Không có, cái gì cũng không có sao? Bị bọn họ ngăn cản cả trăm dặm, nhưng cũng không thấy 99 tiểu lòng, lòng sơn thượng cổ đâu cả. Điện tiên được chôn ở nơi nào, không ai hay biết. Ánh sáng an lành tụ ở trên một số đạo quan cổ xưa trong lòng hồ sơn, bốc lên trời cao khiến lòng người xúc động. Ngoài điểm này ra thì cũng không có điểm gì dị thường nữa cả. Lão Hàng và Tam Cốc Chủ lo lắng, địa phương này không thể ở đâu. Bọn họ biết rõ sự cường đại khủng bố của chính giới giáo nếu bị người có đại thần thông lánh đời phát hiện ra, thì đúng là không thể chống đỡ nổi. Diệp Phạm tĩnh tâm ngưng thần, mở nguyên thiền nhãn, thân thể dùng nhập vào trong cảnh vật của lòng hồ sơn, giống như biến mất, địa khí vô tận, dụng mãnh mà tràn vào thân thể hắn. Lúc này chính hắn cũng cảm thấy liền lần ra manh mối. Thủ đoạn thật kinh người, gần như lừa gạt được cả nguyên thiền nhãn của ta. Thần sắc của hắn trang nghiêm, đương thời ngoài hắn ra thì không ai có thể biết ngoài núi có núi, ngoài thiên địa này còn có tiền địa khác nữa. Bên ngoài tổ đình của Long Hổ Sơn có pháp trận cổ, có thể là nơi chôn hài cốt của địa tiên, cũng là nguyên nhân căn bản đạo giáo chọn nơi này. Quãng đường này thật gian nan, không phải sát trận thì là sử dụng địa thế sông núi làm bố cục, khiến người ta không thể tới gần. Nếu không phải bản thân Diệp Phàm là người trong mạch nguyên tiền sư, thì vĩnh viễn không có khả năng tiến vào. Mặc dù là hắn thì cũng phải rất mất công, mang theo hai người đi tới ba ngày mới vào nội. Hiện giả thầy cổ không thể đo lường được thủ đoạn thông thiên. Tới cảnh giới đó rồi thì bố cục nơi này có thể sánh với cả nguyên thiên sư. Vừa tiến vào vùng đất bí ẩn này, ba người Diệp Phàm lập tức cảm thấy một loại ký thức thầy đường vô cùng, lại giống như cả đàn rồng cùng bay lên vậy. Ngay ở đường chân trời, núi đớn dày đặc, xanh ngắt một màu, lòng khí bao phủ, rất nhiều long sơn bay lên giống như sắp sửa xé trời mà đi. Tìm được rồi, nơi này chính là địa phương đó có chồn địa tiên bọn họ vô cùng kích động. Đã được gọi là địa tiên, tất nhiên là có thủ đoạn nghịch thiên. Người này có được bí mật của 99 lòng sườn thượng cổ, chạm tới lĩnh vực cấm kỵ, nhất định là nắm được bí ẩn, kinh thiên rồi. Người của đạo giáo khẳng định đã tới địa phương này, không biết có còn lại gì hay không? Lão Hạc cất tiếng nói. Các bậc tiền bối của đạo giáo chọn Long hồ Sơn này khẳng định đã nhận ra nơi lòng Hổ phong vân được chọn làm tổ đình, bảo vệ nhiều năm như vậy nếu nói không có vào nơi bí ẩn của địa tiên này thì chẳng ai tin nổi. Dãy núi cao ngất, điện thế kinh thiên, đây là một đám rồng sống động, nguy nga mà hùng vĩ. Đột nhiên Diệp Phàm ngừng bước, gặp một khối thi hài, thần mặc đạo bào, Mật đi đã mấy trăm năm, hình thể bất hủ, ngồi xếp bằng trên một tảng đá, xem ra giống như bảo vệ cửa lòng Sơn vậy. Người hộ đạo của chính nhất giáo, Lão Hạc nước mắt một cái liền nhận ra, trên đạo bào có một bức phi tiền đổ, chỉ có người hộ đạo mới có. Phạm là người hộ đạo đều cực kỳ cường đại, thậm chí có thể vượt qua giáo chủ là ẩn dị đắc đạo bảo vệ đạo thống. Trên mặt đất có mấy chữ, là loại chữ thời tiên tần, mấy người nhận ra đó là những đời cảm cái do lão đạo sĩ lưu đại, thủ hộ cấm địa hai ngàn năm cũng không có người tiếp nhận, tiên địa khô cạn, lòng hồ sơn không có người có thể trảm đạo đi vào, thật là đáng buồn. Đây là một vị vương giả trảm đạo, qua đời đã mấy trăm năm rồi, luôn bảo vệ nơi đây, khiến người ta thật là rung động. Tạm cốc chủ ngạc nhiên thán phục. Nói như vậy thì bí mật của địa tiền vẫn còn, bọn họ cũng không động vào, nếu không cũng không phải phái người bảo vệ nơi này. Lão Hạc sợ hãi không kìm hãm được mà nhìn về phía Diệp Phàm chỉ có vương giả trảm đạo mới đi được vào nơi đây thôi. Chẳng phải điều đó đã nói lên là người trước mặt này khủng bố tới cực hạn rồi sao? Không cần nhìn ta như vậy đâu, chẳng qua ta chỉ hiểu pháp trận thôi, vẫn chưa có trảm đạo. Diệp Phàm mỉm cười đáp. Bọn họ đi về phía trước, vừa tới trước Long Sơn đầu tiên thì đã thấy một khối bia bằng xương trắng, toát, trắng toát như ngọc. Nhiều năm như vậy đã vẫn không tổn hại gì. Bên trên có chữ giáp cốt. 99 Long Sơn. Bên trên chỉ có vài chữ như vậy. Lại có một loại khí tức đại đạo cuồn cuộn tràn ra. Lão Hằng và Hầu Tử đứng đánh giá phía xa xa mà cũng bị phun ra một ngụm máu lớn không thể nhìn thẳng. Địa tiên, không hồ là địa tiên, những thứ tầm thường đã thế này rồi đại cốc chủ thở dài diện phạm im lặng trong lòng lại tràn ngập sóng gió sợ hãi ngay cả hắn nhìn thứ này cũng cảm thấy tâm thần không yên đây đúng là cao thủ tuyệt thế hắn lầm bẩm vẫn chưa lưu sát ý chỉ là một câu bình thường có để lại chút dấu vết của đại đạo mà thôi vừa mới tiến vào tam cốc chủ liền lộ vẻ vui mừng tét lớn tìm được rồi không ngờ lại thuận lợi như vậy dưới vách núi có một khe hở mở ra mấy ngàn huyền quan dày đặc lòng khí bảo phủ nơi này giống như một cái mồm rồng khổng lồ đang mở ra ngậm cổ quan vậy sâu trong mồm rồng có một ngọc quan như ẩn như hiện tỏa sáng lấp đánh bật thủ từ thời thượng cổ tới nay điện tiên chọn nơi này chỉ một sườn núi đã có mấy ngàn huyền quan đúng là nơi trồn thầy của tiên nhân hương thơm ngát chuyển tới tuy rất nhạt nhưng lại khiến thân thể người ta nhẹ nhàng giống như cưỡi mây phi thăng diệp phàm rung động đây tuyệt đối là bất tử thần dược châu huyền quan của địa thiên chẳng lẽ còn có loại tồn tại nghịch thiên này sao hắn cảm thấy trước đây vẫn còn coi thường nơi này Địa tiên còn thần bí và cường đại hơn hẳn hắn tưởng rất nhiều hương thơm ngát chuyển tới từ sâu trong vách đá hắn mở thiên nhãn nhìn thấy trong ngọc quan kia có ánh sáng tuy ảm đạm nhưng lại hiện ra một trà cây lục quảng lấp lánh tươi tắn ướt át hương thơm từ đó tỏa ra thần thụ bất tử diệp phàm kinh ngạc địa phương này đúng là khó đường chỉ một trà cây cũng là bất tử thụ. Nhưng chưa nhìn thấy hình dáng của địa tiên đã gặp thứ này rồi. Bản thân của Diệp Phàm cảm thấy thật ngạc nhiên. Ba người cùng bay lên trên không trung, đi vào bên trong khe nứt trên Long Sơn. nơi này có mấy ngàn huyền quan đều rất cổ xưa, tối thiểu phải tồn tại mấy ngàn năm rồi. Bọn họ thử mở ra một ít, bên trong có cốt khí, có ngọc khí, đồ gỗ, nhưng không có pháp khí kim loại. Qua nhiên giống nhiều biểu tả, địa tiền kỵ kim Bên trong quan tài nếu có kim loại thì không thể thì giải thành tiên. Bọn họ kiểm tra xác nhận đây là đệ tử môn đồ của hắn cùng chôn theo ở nơi này. Ba người cũng chưa dám lập tức tới gần ngọc quan. Dù sao thì táng tiên địa trong truyền thuyết sợ rằng sẽ có sát khí tuyệt thế. Làn hương thơm ngát tỏa ra từng đợt, truyền tới không dứt khi người ta dần lần như là bọn họ vẫn mạnh mẽ nén lòng, chưa bị thu hút tới gần. Lão Hạc và Tam Cốc Chủ lại kiểm tra rất nhiều quan tài khác Diệp phòng dùng nguyên thuật nhìn địa thế, tránh cho chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc này, bọn họ phi thường cẩn thận. Tất cả nơi này xuất phát từ một mạch. Các người có thể nhìn xem, quan tài ở đây sắp xếp rất có thứ tự, đều như tôn lên quan tài ngọc trong lòng sơn. Trong cái nứt lòng sơn đầy rẫy quan tài, phải hơn 2.000 chiếc, tất cả đều ghi chú những tu sĩ đã được chôn ở nơi này. Mỗi một, một cổ quan tài đều là dùng thân cây lớn đục ruỗng mà thành, đa số là hình thuyền và phù hợp với ghi chép, khiến cho người ta thoát khỏi khổ hải, phải giải thoát thành tiên. Nơi này có vương giả trảm đạo, lão hạc giật kinh sợ. Trong một số quan tài có di hài, thì xác cường đại, sau khi chết bất thủ, trông rất sống động, bảo trì trạng thái lúc còn sống, đều là người đã trảm đạo. Bất luận chuyện gì, thì buôn phái này năm đó nhất định cường đại cực độ, dù là thời cổ, nguyên khí sung túc, nhưng có đệ tử đã vương giả trảm đạo, cũng không hề tầm thường chút nào. Rốt cuộc, bọn họ cũng tiến vào sâu trong khe đá, đi vào yết hầu của Long Sơn. Quan sát gần hơn, trên quan tài bằng ngọc tượng cổ, lúc này ảm đạm không sáng chói nhưng lại thần bí hơn nhiều. Một chặt cây trong suốt, mượt mà tươi mát, lớn bằng cánh tay của một đứa bé, dài hơn một thước, giống như là do lục mã não mà tạo thành, lấp lánh ánh sáng. Nó đặt trên quan tài ngọc thượng cổ, tỏa ra mùi hương thơm ngát, khó có thể chống cự nổi. Tại vết đất có dịch màu trắng, trông cực kỳ huyền bí, thần thụ bất tử. Tới khoảng cách gần như vậy, thì Diệp Phàm đã hoàn toàn có thể xác định đây là bất tử thụ có thần hiệu khởi từ hồi sinh trên đời khó cầu. Địa tiền thật sự là địa tiên sao? Ngay cả thứ này cũng có thể chôn cùng, đúng là không tầm thường mà. Từ xưa tới nay, bất tử thần dược rất khó có thể được phạm nhân tìm thấy. Kem cỏ nhất cũng đều nằm trong tay thánh nhân, mà đại đế cổ mỗi người đều có một gốc cây. Một một cây bất tử thần dược đều chỉ là duy nhất. Từ xưa tới nay, tổng cộng chỉ có vài cây có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa theo Diệp phàm biết, thì mỗi một cổ tinh sinh mệnh đều có thể có một cây. Bắt đầu cổ tinh vực sở dĩ có mấy cây đều là vì đại đế mang tới. Từ thời kỳ thái cổ đã không cần có cổ hoàng nhân đế đi tới nơi này. Cũng chính bởi vậy nên tử vi cổ tinh mới mất đi bất tử thần dược. Mà nơi này có bất tử thụ đủ để thuyết minh địa vị của địa tiên tuyệt đối không nhỏ. Ba người cũng không dám hành động liều lĩnh, quấy nhiễu cổ quan, địa tiên trong truyền thuyết ở đây chẳng may mở ra lại phát sinh biến cố gì thì sao? Ta từng nghe nói thánh hiền cổ, mặc dù sau khi chết cũng rất khó tới gần, toàn ra khí tức có thể đánh chết người có đại thần thông. Lão Hạc nhíu mày, trong lòng đỏ đắng. Diệp Phạm gật đầu, sau đó khi bọn họ thấy quan tài của bất tử tiên hoàng, thật là kinh thiên động địa, ngọc đài phạn trượng hỗn độn mãnh liệt, chỉ một tấm da thôi đã có thể hộ thể trước bình khí cực nào. Quan tài của địa tiên này thoạt nhìn cực kỳ bình thản, không chút uy áp. Không biết sau khi mở ra thì thế nào đây? Ở địa phương này, người thanh niên cũng khó có thể nhìn thấu và cổ quan huyền bí khó lường. Bây giờ, do người có pháp lực khổng đồ từ thời cổ khắc thành, không thể tới gần, thần linh là tồn tại không thể quấy nhiễu. Các người đều đứng cạnh ta đi. Diệp Phạm lên tiếng, hắn chuẩn bị động thủ. Hắn dùng vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thể, ném thẳng tiểu tùng đang ngó nghiêng khắp nơi vào bên trong đỉnh đồng thời đem khối đồng và mấy ngày trước vất vả lắm mới lột ra được từ khổ hải cầm trong tay. Diệp Phạm vừa mới động tới quan tài, từ sâu trong sườn núi đã có một luồng sáng đỏ chói bổ ra, hàn quang chiếu rọi cửu châu rực rỡ và lóa mắt. Diệp Phạm thu hai người vào đỉnh, trận đạp bí quyết chữ hành, rút đuôi rất nhanh nhưng vẫn không tránh được như cũ. Đỉnh trên đầu chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt, hắn bị bắn bay tùng đi. Hắn bay ra từ miệng Long Sơn, tám mươi mấy trượng, huyết khí hoàng kim trong cơ thể sôi trào như sấm rất lâu sau mới bình tĩnh lại được thả hai người ra đó là thứ gì không giống như công kích phát ra từ quan tài lão hạc vội vàng nhìn thoáng qua luồng sáng huyễn lệ kia đây là do vùng long sơn này dưỡng thành ngọc quan thượng cổ đặt sâu trong đó là địa phương có vảy ngược của rồng thể chất của núi non tự nhiên tạo thành thần quang sát phạt diệp phạm cất tiếng nói thủ đoạn của địa tiền quả nhiên đã phi phạm. bố trí địa thế có thể nói là kiếp quỷ thần. Đây thật sự là bắt chước được tinh túy của 99 lòng sơn thật sao? Không có cách nào tới gần quan tài. Tạm cốc chủ cất tiếng nói, đã tới nơi này nhưng lại không thể lấy được gì thì đúng là khiến người ta tiếc nuối. Mộ chủ không có sát khí, vẫn chưa thể hiện thủ đoạn ác độc, hẳn là có thể tới gần nhìn một lần, chỉ cần tránh sát quang do vải ngược của Long Sơn là được. Diệp Phạm cất tiếng nói, hắn còn thật sự muốn tới quan sát bột phen, sau khi tiến vào khe đá lại ra tay dùng nguyên thuật hướng dẫn lòng khí, tạm thời mở được vải ngược ra, sau đó lại tới gần ngọc quan. Đầu tiên, hắn cầm lấy trà cây bất tử thụ, nhưng trong phút chốc, cả người đã lạnh như băng, suýt nữa là bị đồng thành đá, cảm thấy lạnh lẽo quá thể. Thứ nhìn như xanh tươi ướt át này, xanh biếc như ngọc tâm này, lại âm hẳn tới tận xương tủy. Người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Diệp vằm vội vàng vận chuyển thay âm thánh lực, dùng hỏa hàn khí sau đó đặt sang một bên lộ ra vẻ khó hiểu. Làm sao thế? Lão Hạc cất tiếng hỏi. Là địa tiên độ hóa sao? Hay là có người ngoài tới giúp hắn xử lý bất tử thủ? Diệp Phạm tự nhủ. Lần này hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao ở nơi này lại có một trà cây thần thụ bất tử. Nó dùng để độ hóa tử khí trong những thi thể này, hấp thụ sạch sẽ, trợ giúp bọn họ trở thành quỷ tiên. Tử khí của mấy ngàn huyền quan đều bị trà cây thần thụ hấp thụ sạch sẽ, bao gồm cả thi thể thần bí trong ngọc quan đây mới là đối tượng chủ yếu được hấp thụ. Chắc cái thần thụ này không thể làm thuốc sao? Tạm cốc chủ tràn ngập tiếc nuối, giống như u mình thảo, có tác dụng trường sinh, nhưng dược lực có tính hư, ẩn chứa rất nhiều thị khí. Diệp Phạm cất tiếng nói, bọn họ rốt cuộc đã biết vì sao người của tổ đình đạo giáo lại không lấy thứ này đi. Người bình thường căn bản không thể dùng nổi, cũng không dám chế thuốc. Diệp Phạm đại hành động, dùng nguyên thuật cắt đứt lòng khí, chậm rãi rời ngọc quan đi, cầm miếng đồng xanh trong tay trong lòng cảm thấy rất khẩn trương nhìn lại phía kia rỗng tuếch tại sao lại như vậy không có một thứ gì là sao ba người đều trợn mắt há mồm thật sự khó hiểu chẳng lẽ những thứ trong này đều bị lão đạo sĩ lòng hồ sơn thu hết rồi sao sau khi nhìn kỹ bọn họ lại ngẩn ra có dấu vết hóa đạo hơn nữa lại còn hóa đạo hoàn toàn chẳng để lại gì chỉ có một vết hình người rõ ràng ở bên trong quan tài địa tiền hóa đạo ư tùy sớm biết địa tiền hơn phần nửa chỉ đã được thuần hóa, thế nhưng thật ra cũng không phải là tiên như mấy người cũng không kìm nổi thất vọng. Một chút dấu vết cũng không có. Sao lại như vậy? Tạm công chủ thất vọng thi thao nói, không thể thừa nhận sự thực này. Diệp phàm không nói gì, yên lặng đóng kín nắp quan tài lại. Một lần nữa đặt chặt cây thần thụ bất tử lên, tất cả đều đưa về nguyên trạng. Tổng cộng có 99 lòng sơn, nơi này mới là ngọn thứ nhất. Có phải là nơi kỳ quái hay không Chẳng lẽ địa Tiên đã được chôn luôn ở ngọn núi đầu tiên sao? Lão Hạc nghi ngờ mà hỏi. Tiếp tục đi tới xem ngọn núi khác. Diệp Phạm cũng đã sớm nghi ngờ, tiến nhanh về phía trước. Bọn họ đi vào sâu trong ngọn lòng sườn thứ hai xong, thân sắc lập tức ngầy dại. Lại có một cái khe lớn, có mấy chục huyền quan, tuy rằng không nhiều như ngọn núi đầu tiên, nhưng cũng đủ kinh người rồi. Mà điểm giống nhau là ở sâu trong lòng động cũng là có một ngọc quan. Lại là một ngọc quan nữa, cũng ảm đạm, và phát sáng, rốt cuộc là có mấy tiền địa tiền đấy chứ. Trên ngọc quan thượng cổ cũng có một trà cây bất tử thụ trồng suốt đặt ngang, tỏ ra mùi hương thơm ngát, từ rất xa là có thể ngửi thấy được rồi. Mấy người bọn Diệp phàm vô cùng kinh ngạc, cẩn thận tiến vào trong, tránh sát quang vảnh ngược của rồng, mở ngọc quan thượng cổ ra, kết quả giống như trước đây, người trong quan tài đã hóa đạo từ lâu. Tù vị của người này khi còn sống rốt cuộc thế nào thì khó có thể đo lường được chỉ biết nhất định là cực kỳ khủng khiếp, loại đạo ngân lưu lại kinh người dị thường, sâu không thể lường nổi. Mà chặt cây thần thụ bất tử này cũng đã hút rất nhiều tự khí, không ai dám lấy chế thuốc, tất cả đều sấp xỉ như ngọc quan đầu tiên. Mà người Diệp phàm đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, sau đó lại đi sâu vào trong lòng sơn, tiến vào ngọn núi thứ ba, cũng không có gì bất ngờ. Bên trong cũng có một ngọc quan thượng cổ thần bí thứ ba, cũng có chặt bất tử thụ chôn cùng. Sau đó, bọn họ đi tới năm ngọn núi khác đều gặp tình huống tương tự mộ chủ cường đại đã hóa đạo ngoại trừ một trạc bất tử thụ ra thì không lưu lại thứ gì thật sự là kỳ quái rốt cuộc là có mấy địa tiền chứ ngay cả lão hạc cũng vô cùng kinh ngạc bọn họ bay lên trời đi vào trong một đám mây nhìn những ngọn núi nguy nga thần sắc lập tức ngẩn ra chín ngọn long sơn đầu uốn lượng muôn vẻ nhất là ngọn thứ chín cao hơn những ngọn núi khác khí lạnh bốc lên trên thần núi có khắc hải chữ địa tiền rất rõ. Từ ngọn Long Sơn thứ 10 trở đi, tất cả những ngọn núi đều đứt đoạn, không hề đầy đủ, cảnh tượng này khiến người ta khó hiểu. 90 ngọn Long Sơn sụp đổ rồi, thế này là thế nào? Ta hiểu rồi, Diệp Phạm gật đầu khẽ nói, 99 Long Sơn đã là cực hạn, thế gian căn bản không ai có thể chôn ở nơi này, dù là noi theo 99 lòng mạch cũng không được, dù sao là cũng không thể bày ra long thể to lớn như vậy Điện Điên cũng chỉ có thể chịu đựng được ủy lực của chín tòa Long Sơn. Mà hắn hiểu rõ được điều này, bởi vậy chôn ở ngọn thứ 9 cũng là ngọn Long Sơn cao nhất. Thiên địa không đồng ý, tự động đánh sụp 10 ngọn Long Sơn còn lại, chỉ đưa lại chín ngọn núi địa tiên. Hắn cũng chỉ có thể chịu nổi phúc trạch to lớn như vậy thôi. Chuyện này thật sự khiến người ta sợ hãi, cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là lực lượng do trời xanh hiền hóa, đánh tan 90 Long Sơn. Điều này nói đến kết cục của loại địa thế này là khó có thể tồn tại lâu trên thế gian sao đám người diệp phàm đáp xuống liền không nóng lòng tiến lên nữa cẩn thận quan sát mỗi một tòa long sơn và ngọc quan rốt cuộc đi vào lòng sơn thứ 8 cho đến khi tới tận nơi này bọn họ mới biết được đại khái ở trong ngọn lòng sơn thứ 8 ngoài ngọc quan và trạc bất tử thụ ra thì còn có một khối ngọc bi trắng nõn có khắc vài chữ làm bạn với người được chôn cùng ở nơi này thật không hồ đạn địa tiên đệ tử đã chết hết mà hắn còn sống, mà ở bên trong ngọc quan kia tuyệt đối đều là nhân vật cấp thánh nhân. Tam công chủ ngạc nhiên thán phục. Trong đồng đám người Diệp Phàm chấn động, đệ tử là thánh nhân đều chết hết, người này lại vẫn còn sống, ở lại bên cạnh quan tài làm bạn với họ, rốt cuộc là sống bao lâu rồi. Cuối cùng bọn họ cũng đi vào tới trước Long Sơn không bị tổn hào gì kia. Nơi đó có khí lạnh bốc lên, gần như bao phủ cả ngọn núi. Ở trực núi có một khối cổ bi, trên đó cũng có khắc chữ kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo